À, xin chào các bác, thì hôm nay là ngày 29 tháng 7 là ngày lãnh lương. Và theo tin đồn đó là 29 tháng 7 là ngày tận thế. Thì hiện tại đang là 13:30, là 1:30 trưa á. Nói chung là chưa hết ngày nên mình cũng không có biết trước được. Thì theo các bạn nhớ, hình như là chúng ta có hình như 3 lần á. Trong trường hợp mà mình biết thì chắc là cũng phải 3 lần á. Thì lần đầu thì đó chính là năm 2000, thì người ta hay nói là hiện tượng Y2K. Thì mình nhớ là trong cái xóm của mình á, trong khu phố mình á, một số người ta mua mì gói, nước tương, nước mắm rồi đó, người ta đi dành trong nhà. Thì để có bị gì thì người ta sẽ ăn. Thật sự ra mà khi nếu trường hợp xảy ra thì chích queo chứ lấy gì đâu ăn, đúng không? Có ăn cũng đâu ăn được đâu. Nên mua chỉ uống ổn tiền. Rồi sau đó nghe mấy đứa bạn mình á, là ba má nó bắt ăn hết mì gói nhà luôn. Lần 2, lời tuyên đoán của người Maya cổ đại. Cái lời thứ hai á, hình như là trước, hình như là năm 2012. Thì trước đó sẽ có một bộ phim bom tấn, đó chính là phim 2012. Bộ phim này như là nói về cái thảm họa mà thì tận thế. Thì nhớ là lần đầu ra đạp cái phim đó thấy đã lắm. Trời, kỳ xảo quá trời, hấp dẫn luôn. Nhưng mà cho đến năm 2012 thiệt á, thì người ta lại hình như là cái năm mà Gangnam Style đó. Đúng rồi, họ phát hành năm 2012. Thế như là cái ông tiên tri mà Nostradamus, thì ông mới có một cái câu là, thì câu này tạm dịch là: vào buổi sáng tĩnh lặng, mọi thứ sẽ kết thúc khi điệu nhảy ngựa đạt con số của 9 vòng tròn. Ý ám chỉ là bài Gangnam Style nếu mà đạt đến mức 1 tỷ lượt xem á thì sẽ là tận thế. Nhưng mà cũng thật trùng hợp là khi ngày 21 tháng 12 năm 2012 thì cái video này lại đạt gần đến 1 tỷ lượt xem, khiến nhiều người rất là lo lắng. Ngoài ra còn một số lời tiên tri rất là đáng sợ của nhà tiên tri Vanga. Lần thứ 3, trường hợp của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7 năm 2016, thì theo như cái tổ chức tiên tri End Time thì người ta sẽ dự đoán là ngày 29 tháng 7 là ngày hôm nay, là ngày tận thế, nên mọi người cũng đang rất là lo lắng. Thì thật sự là cái lần thứ 3 này cũng ít khi biết tới, thật sự ngay cả mình cũng không có biết luôn. Thì một lần mình rủ các bạn đi nhậu vào chủ nhật, đúng không? Thì nó nhắn tin cho mình, nó nói là ủa, thứ sáu là tận thế rồi, chủ nhật sao nhậu được. Mình mới biết cái tin đó và mình mới lên mạng mình xem. Nói chung đây cũng là một vài trường hợp hy hữu thôi, thì chắc mình nghĩ là chắc chắn là sẽ không có sao. Và không quên chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ, mặc dù hôm nay trời sẽ mưa khá to đây, trời đang chuyển rất là đen.